ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippê, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariô, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống núi cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo các môn đệ của người và toàn lũ dân chúng từ khắp miền Judea, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải, từ Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được người chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Trước hết chúng ta cần phân biệt hai người môn đệ của Chúa Giêsu đều tên là Simon. Simon sau này được đặt là Phêrô, là giáo hoàng đầu tiên, là tông đồ trưởng trong tông đồ đoàn. Tất nhiên là một vị khác, không phải là vị Simon mà chúng ta mừng hôm nay. Simon này mang tên là Nhiệt Thành, mà người ta nói rằng trong tiếng Aram, Cana có nghĩa là Nhiệt Thành. Thành ra là có người như là Luca thì gán cho là ngài quê ở đó. Nhưng mà cái nghĩa Nhiệt Thành là có nói là ngài Nhiệt Thành với lề luật. Mình phân biệt Simon sau này trở thành Phêrô với lại Simon Nhiệt Thành là hai vị. Giuđa, chúng ta tưởng có một vị mà Giuđa Iscariô mới là cái kẻ nộp Chúa Giêsu, phản bội thầy của mình sau này. Còn Giuđa ở đây là Giuđa con ông Giacôbê. Giuđa này là cái người hỏi Chúa Giêsu trong cái bữa tiệc ly á, là thưa thầy, tại sao thầy tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian? Thành ra mình trước hết là mình phân biệt hai nhân vật này trùng tên nhưng mà không phải là cùng một người. Và vì cứ nói đến Giuđa mình cứ nghĩ đến phản bội, mình quên là có một vị thánh Giuđa con ông Giacôbê, thì là Giuđa Nhiệt Thành này là vị thánh. Đó là cái chuyện phân biệt về hai nhân vật mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Cái điểm mà tôi muốn cùng suy niệm với ông bà anh chị em, tập trung vào Chúa Giêsu trước, là Chúa Giêsu cầu nguyện thâu đêm, rồi sáng dậy ngài mới gọi các môn đệ đến và ngài chọn lựa. Cái điều này giúp tôi suy nghĩ lại cái cách ứng xử, chọn lựa, quyết định và phân định của mình. Đôi khi chúng ta bàn với nhau, có khi là trong gia đình, có khi là trong đoàn thể, rồi chúng ta đến xin Chúa chúc lành cho cái điều mà chúng con quyết định. Mà chúng ta thấy ở trong sách Công Vụ Tông Đồ, các tông đồ thời sơ khai luôn luôn nói là Thánh Thần và chúng tôi quyết định rằng, không phải chúng tôi quyết định mà Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Chúng ta thấy trong Hồng Y Đoàn khi mà bầu giáo hoàng thì các ngài cấm phòng trước, rồi lắng nghe nhau nói, rồi bây giờ mới bầu chọn cái vị giáo hoàng. Nhưng mà cái điều
mà chúng ta học với Chúa Giêsu, chúng ta không phải là hồng y, chúng ta không phải là hàng giáo phẩm, chúng ta có chức tư tế phổ quát với phép rửa. Thật ra cái việc cầu nguyện cần đi trước những cái sự phân định, chọn lựa và quyết định của chúng ta. Chúng ta có làm cái điều đó hay không? Có người chỉ có làm cái chuyện đó, bước ngoặt trong cuộc đời ha. Hồi nãy trong các ý nguyện, có một cái ý nguyện mà tôi thấy là rất là thực tế: xin cho con lấy được vợ và bán được đất. Dạ. Cái chuyện lấy được vợ, mình nhớ có cái lời cầu nguyện: xin cho con lấy được người con yêu. Nhưng mà tôi học được với Đức Hồng Y, tôi hỏi Đức Hồng Y John Baptista của mình: Đức Hồng Y muốn sống đến bao nhiêu tuổi, 100 tuổi không? Đức Mỹ nói: thôi cầu nguyện cho tôi sống cho đến chết. Dạ. Thực ra cầu nguyện này khôn hơn, tại vì lỡ Chúa muốn cho mình sống đến 105 tuổi, mình xin có, tại sao mình lại giới hạn thời gian với Chúa? Chúa cho chúng ta những cái điều mà lớn hơn lòng chúng ta mong ước. Thường khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ muốn Chúa chiều theo ý của mình, nhưng mà để cho Chúa quyết nhiều chuyện ha, nó đẹp hơn, nó hay hơn mình tính, mình quyết. Thì đây là cái đặc tính phó thác trong cái đời sống cầu nguyện. Tất nhiên khi khấn, mình có cái ý chỉ đó là cái điều mình khát mong, nhưng mà mình quên nói cái câu sau trong cái cung cách cầu nguyện của Chúa Giêsu: lạy Cha, nếu được thì lạy Cha xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng có theo ý con mà theo ý Cha. Thì con muốn cái điều này, cái đó là nhu cầu mình mong ước cái điều đó thật sự, thì mình cứ trình bày với Chúa: con mong ước, cái đó là cái ước mơ chính đáng của con người của mình, muốn cho con ngoan, vợ hiền hay chồng bớt say xỉn, những cái chuyện đó là chính đáng á. Nhưng mà xin Chúa làm cho chồng con, cho vợ con, cho con của con cái điều gì đẹp lòng Chúa nhất. Đôi khi mình chỉ cầu cho con thành tài, nhưng mà khi thành tài, khi trúng mối làm ăn nên lại hư, lại sa sút về vấn đề đạo đức. Thật ra mình cầu xin cái điều tốt nhất cho cái người mình thương hay là cho chính mình. Đây là cái cách cầu nguyện rất là hiện sinh của Kitô giáo chúng ta. Không ai ngăn cản anh chị em cầu nguyện cái điều mà anh chị em mong muốn, nhưng mà nên thêm vào cái phần sau: nếu cái điều đó đẹp lòng Chúa. Tôi nhớ có lần tôi có chia sẻ, nhưng mà tôi không nhớ chắc cái cộng đoàn này, cho nên tôi xin được chia sẻ lại, là cái người mù luôn luôn cầu: và nếu Chúa muốn xin cho con điều này, cho con có một bữa ẩn quên 3 cái chữ đầu, nó xin cho con được sáng mắt. Ồ, hôm đó ảnh sáng mắt thiệt, tối về ảnh xác mình trước khi đi ngủ: chết rồi, hôm nay có một ý nguyện mà mình quên nói 3 cái từ đầu đó, là nếu Chúa muốn. Bây giờ sáng mắt anh vui quá mà anh đi tạ ơn Chúa đủ thứ, mừng với bạn bè. Nhưng mà sau đó anh nhớ lại là hôm nay mình có một lời cầu đó thì mình quên nói đó. Anh cầu lại: thưa Chúa, nếu mà Chúa muốn thì cho con sáng mắt. Thì anh bị mù lại. Thì đây là cái điều Chúa ban thì khác với cái ý muốn của chúng ta. Rồi tôi rất thích cái cách nói của một cha đàn anh: cầu nguyện là cuộc gặp gỡ giữa hai cái ước mơ, ước mơ của mình và ước mơ của Thiên Chúa. Nhưng mà cái chính yếu của cầu nguyện là để cho cái ước mơ của Thiên Chúa được thực hiện ở trong cuộc đời của mình. Đó mới là cầu nguyện phó thác: xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của con. Không phải là xin cho ý con được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, nhưng mà xin cho ý Chúa. Ra chúng ta có dám cầu nguyện như vậy không? Khi chúng ta dám cầu nguyện như vậy thì chúng ta phải dám tin là ý của Chúa về cuộc đời của mình đó, cái dự tính của Chúa đó, cái quyết định của Chúa thì nó tốt hơn, nó hay hơn và nó đẹp lòng Chúa hơn, và nó cũng đẹp hơn trong cuộc đời của mình. Đôi khi mình cầu nguyện cái chuyện nhỏ mà không bao giờ mình cầu xin Thánh Thần hết. Chẳng hạn Chúa hứa sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin. Các con là những cái người ở thế gian lúc này lúc khác mà còn biết cho con cái mình cái điều hay của tốt. Phương chi Cha các con trên trời,
Ngài biết chúng con cần gì trước khi chúng con sinh. Đó là điểm thứ nhất về cầu nguyện. Điểm thứ hai, chúng ta đặt mình ở trong đám đông dân Chúa, tìm cách chạy đến, chạm đến Chúa. Trong đó có những người bệnh, trong đó có những người bị quỷ ám, bị thần ô uế ám. Vì từ nơi Chúa có một cái năng lực phát ra giúp cho chữa lành mọi người. Thưa anh chị em, chúng ta chạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể trong mỗi thánh lễ. Chúng ta được chạm đến Chúa trong mỗi thánh lễ. Tại sao chúng ta chưa được biến đổi? Tại sao chúng ta chưa được chữa lành? Chúng ta có cảm nhận được cái năng lực phát ra từ nơi Chúa Giêsu? Tôi chứng kiến thường xuyên mà tôi tin rằng anh chị em ở đây cũng đã làm cái chuyện đó. Lên Đức Mẹ Tà Bao, tôi qua đền thờ Thánh Phaero, thấy tượng Thánh Phaero, tượng lòng thương xót, tượng Đức Mẹ Tà Bao, ai cũng cầu nguyện cũng phải chạm đến, ha, chạm đến cái tượng. Nhưng mà trong thánh lễ mình được chạm đến cái điều cực trọng hơn. Cái điều này cũng nằm trong chức tư tế phổ quát của anh chị em. Chúng ta có quyền thờ phượng Chúa vì chúng ta có chức tư tế phổ quát đó. Và mỗi thánh lễ là một biểu hiện của sự hiệp hành giữa chức tư tế cộng đồng hay chức tư tế phổ quát nơi anh chị em và linh mục, là cái người có cái chức tư tế thừa tác lễ vật, và cái người chủ sự thánh lễ thực sự là Chúa Giêsu. Linh mục chỉ cử hành nhân danh Chúa Giêsu thôi. Linh mục cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Và khi nghe nói này là mình thầy, đây là mình của Chúa, đây là thân xác của Chúa, cái lời truyền phép á, anh chị em có tin là khi anh chị đó, khi mình đã làm, khi mình rước lễ là mình được chạm đến Chúa không? Chạm đến Chúa trong tay, trong miệng lưỡi của mình, và Chúa chạm đến mình. Chúa đi bước trước, Chúa muốn đến với mình, Chúa muốn chạm đến mình để chữa lành mình, để biểu hiện lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Nhưng mà đức tin mới giúp chúng ta cảm được cái sự tiếp chạm của Chúa đến tâm hồn và thân xác của mình. Đức tin của chúng ta xây dựng trên nền tảng các tông đồ, cho nên mới có cái cách nói trong giáo lý Công giáo là đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền. Chúng ta không có tin ai khác ở ngoài nói, mà ngược lại với cái đức tin tông truyền. Cho nên chúng ta mới cầu nguyện cho chủ chăn giáo phận của mình là Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong mỗi thánh lễ. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng là chủ chăn Hoàng Vũ đại diện Chúa Kitô để chăm sóc đoàn chiên. Cái sự liên đới, cái sự hiệp thông của chúng ta nó được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. Cho nên một linh mục, một tu sĩ, một người giáo dân mà không vâng phục giám mục của mình là đi ra khỏi cái sự hiệp thông và hiệp hành giữa hàng giáo sĩ và giám mục của mình, giữa cộng đoàn giáo dân, dân Chúa và giám mục của mình. Có khi vị linh mục đó, vị giám mục đó nói không có như ý của mình, nhưng mà mình tin là Chúa cầu nguyện rồi, Chúa mới chọn các tông đồ. Đức Giáo Hoàng có người cố vấn, có tham khảo, rồi mới chọn một vị làm chủ chăn để chăm sóc, là vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải là vì danh thơm tiếng tốt của ai. 11 người trong 12 tông đồ trung thành với sứ vụ, nhưng mà có 12 người thôi, mà trong đó có một đệ tử đã phản thầy rồi. Tôi rất thích cái tựa đề của cuốn sách nói về các tông đồ: 12 người làm thay đổi thế giới, chính là 12 tông đồ đầu tiên. Thật ra chúng ta mặc dầu là một đoàn chiên nhỏ ở trong thành phố này, Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn là một thiểu số ở trong 100 triệu người dân Việt Nam này. Nhưng mà chúng ta có Chúa hiệp hành, chúng ta có Thánh Thần
thúc đẩy chúng ta làm công cuộc truyền giáo. Cái điều quan trọng cần đến anh chị em, làm sao mỗi anh chị em là một biểu hiện của lòng Chúa thương xót dành cho những ai gặp gỡ mình, qua việc cầu nguyện cho họ, qua việc hiệp hành với họ trên giường bệnh, qua việc cứu đói, cứu khổ cho những người tùy theo hoàn cảnh khả năng của mình thôi. Nhưng mà ai mình cũng có thể cầu nguyện cho người khác được. Nghèo mình cũng có thể cầu nguyện được. Giàu nghèo, sức khỏe, bệnh tật, đương nhiên mình khó cầu nguyện hơn. Vì thân xác mình đau đớn, đầu mình nhức, mình đau một tạng phủ ở trong nội tạng của mình, sống với bệnh tật sẽ khó cầu nguyện hơn. Nhưng mà mình cũng có thể cầu nguyện với bệnh tật, nhất là với bệnh mãn tính. Tất nhiên mình xin hơn hết bệnh, nhưng mà nếu Chúa muốn, nếu điều đó đẹp lòng Chúa, khi sức giàu bệnh nhân, linh mục cũng có nói cái câu đó, nếu cái điều đẹp lòng Chúa thì xin Chúa chữa lành người này, để người này có thể tiếp tục đi thờ phượng Chúa như trước đây. Nhưng mà mình cũng thuận theo ý Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Simon Nhiệt Thành và thánh Giuđa, con ông Gia-cô-bê, xin Chúa canh tân đời sống cầu nguyện của mỗi người trong chúng ta, nhất là các thành viên của cộng đoàn lòng Chúa thương xót của tổng giáo phận chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, ai chạm đến chúng ta, gặp chúng ta, có thể cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Điều đó mời gọi chúng ta tiếp xúc với nguồn. Ước gì khi tiếp xúc với thánh thể hôm nay, chúng ta được tiếp thêm năng lượng tình yêu của thánh tâm Chúa Giêsu, để chúng ta có thể chuyển tải cái năng lực lòng thương xót đó cho những ai gặp gỡ chúng ta trong suốt tuần lễ sống này. Amen.